Vâng chào các bác, chào mừng các bác đến video ngày 26 tháng 4 các bác nhé Hôm nay em toàn thắng đại diện cho số Hoàng Nhật lại lên sóng giới thiệu với các bác đây Hôm nay em quay cho các bác xem một chiếc máy lọc nước ion kiềm Có hiệu Sanwa RV-7 các bác nhé à, Con này thì 7 tấm điện cực nó lọc 14.000 lít Cho chúng ta giải pH từ 2.5 đến 11.5 các bác nhé 2.5 đến 11.5 7 tấm điện cực siêu giàu hydrogen có chỉ số âm rb rb rất là cao, chống não hóa cơ thể con người. Thì à, em quay chi tiết cho các bác đây, dòng nếu các bác nào đã quan tâm đến dòng san loa RBK7 thì các bác cũng cũng đã tìm hiểu về nó rất là nhiều. Dòng đây, Nói lọc của nó đây. Nói lọc này nó có thể thay cho lõi lọc um, chim uh, Yon T5HX Chimion T9000 8000 và Sanwa các bác nhé Nó à, sẽ có thể thay chung vào với nhau Dòng uh, Sanwa rbk 7 này thì uh, Nó có điều chỉnh uh, Điều chỉnh uh, Tốc độ dòng chảy ra của nước uh, dùng và nước thải các bác nhé Đây là điều chỉnh nhạc này Và điều chỉnh uh, reset mỗi lần uh, chúng ta thay nỗi nào. Đấy, à, ở trong phần bên trong này Nhiều bác cũng chưa biết về phần bên trong này Thì em tiện em sẽ quay giới thiệu với các bác luôn Các bác nhìn kỹ cho em nhé Một con Sanwa RVK7 Con này thì có sản xuất năm 2008 và 2009 thôi Nhưng các bác nhìn đây, nó không có điểm trừ Không có điểm trừ các bác nhé Đây các bác nhìn, không có điểm trừ Bên nhà em đã dọn vệ sinh sạch sẽ và đây các bác nhìn mặt sau này. À, nhiều bác cũng chưa biết về cái này thì hôm nay em cũng sẽ tiện giới thiệu với các bác. Biểu hiện của ba ô đỏ, đen và xanh của một con máy lọc nước ion kiềm. Nếu hãng mà nó đã dán cái này thì chúng ta biểu hiện nhìn màu xanh này là màu cấp vào, giữa là nước kiềm và đỏ là nước thải các bác nhé. À, dòng con này thì à, nó chạy à, cao nhất là 5A, dùng điện 100V Sanwa RBK7 này thì 7 tấm điện cực thì nó là một trong những bản VIP à, vip của hãng à, Sanwa Thiết kế rất là đẹp các bác nhé Khi à, bọn em nắp sẽ thiết kế đặt để bàn bếp, nó rất là sang trọng và đẹp con này thì nó không có điểm trừ các bác nhé, đây nó có những cái hướng dẫn này. chúng ta có thể nấu cơm này, nấu cơm này, ngâm rau củ quả này, à, pha trà này, Đấy, à, sát khuẩn này, Đấy, sát khuẩn này, thể dục thể thao, à, bọn này nó có thể tăng cường hero đây các bác nhé, hero à, và các bác nhìn hình quan trọng nhất của chúng ta là gì không đào thải dư thừa axit trong dạ dày đào thải dư thừa axit trong dạ dày và à, nước trung tính thì chúng ta có thể pha sữa cho trẻ em à, nước chơi thể thao đây các bác nhìn một chiếc máy lọc nước ion kiềm của nhật thì người ta đã sử dụng từ năm 1965 giờ thì rất là nhiều người quan tâm đến sản phẩm lọc nước ion kiềm nếu mà được sở hữu những chiếc máy đẹp thế này thì quá tuyệt vời các bác 80% người dân Việt Nam của chúng ta đang bị trào ngược dạ dày và dư thừa axit xương khớp. Nước kiềm nó là một cái nước rất là tốt cho cơ thể con người. Bản thân nếu bác nào mà bị trào ngược mà dùng cái này thì em dám khẳng định với các bác là rất là ok đấy, không sẽ không bị tái lại cái hiện tượng trào ngược dạ dày nữa. Sản phẩm này bên em nhà em đang bán là 16 triệu 500 các bác nhé Tất cả những sản phẩm mà nhà em lên sóng đều báo giá công khai chi tiết để các bác tham khảo Và và so sánh những chiếc máy những chiếc máy với các shop khác à, Đặc biệt là sau khi 25 các bác sử dụng thì các bác gửi về shop nhà em Nhà em sẽ bảo trì bảo dưỡng miễn phí cho các bác Shop nhà em có địa chỉ tại Khói Châu Nghiên Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp các sản phẩm Bác nào xa thì em sẽ gửi tận nơi các bác Phải gửi tiền các bác nhé Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like Nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ kênh nhé em ạ